Chủ nhật. Bây giờ 17:50 và chúng ta đang gặp nhau trên HTV7. Điểm hẹn đã đến. Chào đón tất cả các khán giả cùng với Tuyền Tăng đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị, Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng ta lại gặp nhau rồi quý vị khán giả ơi. Đón theo dõi chương trình, quý vị khán giả cũng đừng quên hãy chuẩn bị sẵn cho mình một cuốn sổ tay, một cây viết để có thể ghi lại thật là nhiều những bí kíp, bí quyết nấu ăn ngon cũng như là tận hưởng những giây phút giải trí vui cười thả ga với những nghệ sĩ và khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón một nữ diễn viên vô cùng tài năng, xinh đẹp và đặc biệt cũng rất là lầy lội đó nha quý vị ơi. Chào đón sự xuất hiện của diễn viên Thanh Hiền. Hello em. Hello chị. Chúc mừng tân gia em. Đây, quà của chị nè, chị tặng em nha. Dạ. Trời ơi, nhà đẹp quá ha. Trời ơi, rộng lớn quá à. Chắc là mắc tiền lắm em ha. Dạ, em chào chị. Bây giờ mình đứng lại đây được chưa chị? Được, dạ. Được em. Dạ. Thật ra là em đã có theo dõi chị trên mạng xã hội từ rất là lâu. Đẹp có đẹp, lầy lội có lầy lội, nhưng mà không ngờ tới nhà người ta mà tới mức như vậy luôn. Thưa quý vị và các bạn, vô phòng khách người ta tự tiện vô xong lấy cái bông của tôi. Chị tưởng hai chị em mình thân à? Chưa thân hả em? À dạ chưa chị. Một lần nữa cảm ơn chị Thanh Hiền rất nhiều. Một màn xuất hiện và nói là quá dễ thương luôn. Vậy thì hai chị em mình bây giờ mình bắt đầu mình quen thân nhau rồi, vô cái phòng khách của em vô nói chuyện liền. Chị ngồi bên đây, em ngồi bên đây nha. Khách là ngồi bên trong hả em hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, quá trời quá đất phù hợp. Có mời chị ăn món gì không? Dạ chị từ từ chị ơi. Thôi thì bây giờ chị đã cũng mở lời rồi, thì em mời chị chọn giúp em hai món ăn mà chị khao khát thèm muốn được trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay. 20 món ăn hả em? Hai món chị. Dạ được hai món thôi. Mình hả? Chỉ có hai tờ phiếu và mình chỉ cần ghi hai món thôi chị. Ok em. Chọn lựa suy nghĩ mình thèm món nào. Rồi. Dạ rồi, chị đã xong rồi đúng không ạ? Bây giờ chị sẽ giấu cái món ăn đó và đưa lại cho em. Lát nữa mình sẽ khám phá hai món ăn này là gì. Thì bây giờ hôm nay hai chị em mình sẽ còn đồng hành với hai người bạn nữa. Đây là hai người bạn cũng rất là yêu quý, theo dõi chị Thanh Hiền từ rất là lâu. Và các bạn ấy đã quyết định can đảm đăng ký tham gia Khẩu vị ngôi sao để không chỉ được gặp chị Thanh Hiền mà còn có thể nấu cho chị những cái bữa ăn thiệt trời ngon trong chương trình. Hồi hộp chưa? Người ta đẹp trai lắm. Con trai hết hả? Con trai mà đẹp trai. Trời ơi, mà rất là tự tin về cái kỹ năng nấu nướng của mình. Chết rồi. Rồi còn nấu ăn ngon thôi nữa. Mời vô liền giùm chị. Vô liền. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai người bạn đồng hành với Khẩu vị ngôi sao và diễn viên Thanh Hiền ngày hôm nay. Đó chính là bạn Minh Tuấn và Phước Nhã. Xin chào. Xin chào Thanh Hiền, chào Tuyền Tăng. Xin chào hai bạn. Xin chào. Wow. Đó, chị thấy như lời đồn đúng không ạ? Trắng trẻo đẹp trai quá. Chuyện nổi luôn chị ơi. Dạ xin được gửi lời chào đến hai anh đã đến với Khẩu vị ngôi sao và chắc là sẽ nhờ hai anh lần lượt giới thiệu về bản thân mình với tất cả quý vị khán giả nhé. Xin chào Thanh Hiền, xin chào Tuyền Tăng. Mình tên là Minh Tuấn, hiện mình đang kinh doanh. Dạ. Và rất vui khi được đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao phục vụ các người đẹp. Dạ xin được cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với anh Phước Nhã nha. Xin chào Tuyền Tăng, xin chào Thanh Hiền, xin chào quý vị khán giả. Mình là Phước Nhã, hiện tại là mình đang làm kinh doanh bên lĩnh vực công nghệ tự động hóa của Nhật. Vậy thì không biết là hai anh có dành thời gian để nấu nướng tại nhà nhiều không ta, hay là mình sẽ thường ăn tiệm cho nó nhanh gọn? Đa phần thì mình sẽ ăn tiệm là do tính chất công việc, nhưng mà cuối tuần thì mình cũng thường hay nấu nướng rồi mời gia đình, mời bạn bè đến cùng dùng chung bữa cơm vậy đó. Còn anh Phước Nhã thì sao ạ? Mình đã biết nấu ăn từ nhỏ rồi. Và mình cũng thích những món ăn mà tự nấu nhiều hơn là mình đi ăn tiệm. Trong công việc hoặc là đi công tác gì cực chánh đã mình mới ra ngồi mình ăn thôi. Còn không mình sẽ tự nấu thì mình sẽ thích hơn nhiều. Dạ, và hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món ăn của Minh Tuấn và anh Phước Nhã cùng với nhau. Nhưng mà trước khi thưởng thức những món ăn đó thì phải biết là hai anh sẽ nấu món gì.
À, mà trước khi biết hai anh sẽ nấu món gì, mình sẽ phải khám phá khẩu vị, những cái sở thích hay là những cái điều cấm kỵ trong cái ẩm thực của chị Thanh Hiền. Và để biết điều đó thì cả hai anh đều sẽ phải vượt qua các thử thách của chương trình. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 ẩn số. Chiến thắng một thử thách từ chương trình sẽ có cơ hội lật mở một ẩn số. Bên trong sẽ có chứa dữ kiện thông tin về sở thích ẩm thực của chị Thanh Hiền. Và thêm một điều đặc biệt nữa là một trong số 5 ô bất kỳ này sẽ có chứa huy hiệu thần bếp. Nếu như một trong hai người lật mở được ô số có huy hiệu thần bếp thì mình sẽ nhận được đặc quyền từ khẩu vị ngôi sao. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là các thử thách dành cho hai người chơi của chúng ta ngày hôm nay đó là gì. Xin mời. À, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách đầu tiên, đó là câu hỏi. Mời cầm bảng và bút lên ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một câu đố. Mọi người cùng lắng nghe nha. Béo tròn mặc áo đỏ hồng, bên trong bột lọc lại bồng hạt son, đố là quả gì? Thời gian dành cho hai anh bắt đầu. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đáp án của hai người chơi. Xin mời. Mình thua rồi, chưa suy nghĩ ra. Dạ, ở bên anh Minh Tuấn là quả cà chua. Và đáp án của anh Phước Nhã đó là quả chấm chấm chấm. Quả ba chấm. Chưa kịp suy nghĩ. Và đáp án từ chương trình đó chính là quả vải thiều. Nói chung là chưa có ai nhận được điểm ở thử thách đầu tiên hết. Nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn sẽ được khám phá dữ kiện này từ diễn viên Thanh Hiền. Và chờ xem đó là gì nha. Xin mời. Một lần và mãi mãi. Có nghĩa là ngày xưa là chị rất thần tượng ca sĩ đó. Thì trong đám bạn của chị chơi có một người bạn lại thân với ca sĩ đó và có những cái đĩa nhạc mà có ký tên. Chị nói là cho tôi cái đĩa nhạc đó đi được không, thì bạn chị mới thách bà ăn hào chấm mù tạt đi, tôi sẽ tặng cho bà cái đĩa này. Thế là mình không cần đắn đo suy nghĩ, ăn liều luôn em. Và cảm giác lần đầu tiên mình nhận cái đĩa nhạc mà rớt nước mắt. Cái mù tạt nó xông lên tới nè. Đúng rồi. Lần đầu tiên nhận đĩa mà cảm xúc dâng trào như vậy đó. Thì là nhiều khi mà gặp thần tượng cũng không bằng lúc mà mình ăn hào chấm mù tạt nữa luôn á. Như vậy là chúng ta đã biết được dữ kiện đầu tiên. Và thử thách thì vẫn còn đó. Cùng khám phá nha, cái gì đang chờ bốn chúng ta đây. Xin mời. À, thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi của chúng ta như sau. Thịt đông lạnh trước khi muốn sử dụng thì bạn nên làm gì? A. Để xuống ngăn mát trước đó. B. Nên luộc nước sôi. C. Nên phơi nắng. Thời gian để suy nghĩ. Bắt đầu. Chọn phương án được rồi, không cần ghi hết chữ nha. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Và xin mời. Câu trả lời của anh Phước Nhã đó là A. Còn anh Minh Tuấn cũng là A. Và xin mời chị Thanh Hiền, theo chị thì phương án của chúng ta là phương án A là đúng. Phương án A. Và A là câu trả lời chính xác. Chính xác, xin chúc mừng. Đây cũng là phương pháp rã đông an toàn và hiệu quả nhất, hạn chế được nguy cơ thực phẩm bị nhiễm khuẩn, gây nên những rắc rối với hệ tiêu hóa. Trái lại, nếu mà chúng ta giả đông bằng cách luộc thực phẩm đông lạnh trực tiếp trong nước sôi hoặc đem phơi nắng đều là không đúng cách và hoàn toàn rất nguy hiểm với sức khỏe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với dữ kiện tiếp theo nha. Xin mời mọi người. Khởi đầu. À, hồi xưa chị không có biết nấu ăn. Lúc nào ăn cũng là má hoặc là chị gái của chị nấu. Và cái món mà chị không thích ăn đó là canh rau má. Thì một ngày đẹp trời thì má mới đưa cái rổ rau, xong má nói là nấu canh rau má giùm cho má đi con. Thế là mình phải nấu, nếu không mình bị đòn sao. Rồi khi nấu thì mình phải nếm, chứ lỡ mà nó mặn hay là nó nhạt rồi bị đòn nữa thì sao. Và mình nếm tới nếm lùi hồi không biết sao nữa, nồi rau má hết luôn. Và từ đó biết ăn canh rau má luôn. Kể từ đó là ghiền luôn canh rau má. Hay quá, dễ thương quá trời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo là cái gì đây? Xin mời. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đối kháng. Xin được chào mừng anh Phước Nhã và anh Minh Tuấn đang cùng đến với thử thách đối kháng. Trên bàn của mỗi người sẽ có tổng cộng là 20 chiếc ly. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là sẽ xếp thành một chồng ly thật cao. Và chồng ly này sẽ được chia làm 2 lần xếp. Mỗi lần sẽ được xếp thành 10 ly và sau đó chúng ta hợp nó lại với nhau. Lưu ý là trong quá trình xếp ly thì chúng ta chỉ được sử dụng một cánh tay của mình để thực hiện thử thách này.
Đó, mọi người thấy chưa? Và ai là người xếp thành một chồng ly cao nhanh nhất thì người đó sẽ là người giành được chiến thắng và được một điểm cũng như là mở dự kiện tiếp theo từ khẩu vị ngôi sao. Hai anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Cố lên, cố lên. 10 cái thôi nha, đếm đúng 10 cái rồi dừng nha. Đếm đúng 10 cái rồi dừng nha. Có dừng dương nha. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Một chút xíu nữa thôi, trời ơi, gần được rồi, gần được rồi. Ở chưa, 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 chưa. Câu chuyện vẫn còn, câu chuyện vẫn còn nha. Trời ơi, khoan. Anh trước. Anh Phước nhả trước đúng không? Chỉ một giây, một khắc rất là nhẹ thôi. Phải nói là một màn quá gay cấn. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về anh Phước Nhã. Xin được chúc mừng một điểm đã thuộc về anh Phước Nhã. Và bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng quay trở lại với phòng khách của mình để cùng nhau khám phá dự kiện tiếp theo. Và bây giờ sẽ là dự kiện tiếp theo, xin mời vui chung. À mọi người ơi, vừa rồi trên màn hình của chúng ta đã xuất hiện huy hiệu thần bếp, như vậy là đặc quyền ưu tiên ở phần 2 của chương trình chinh phục khẩu vị ngôi sao đã thuộc về anh Phước Nhã. Xin được chúc mừng anh nha. Rồi, nhưng mà đó là chuyện của phần thứ 2 trong chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái chữ vui chung này của diễn viên Thanh Hiền nha, mời chị. Chị có một cái thắc mắc là tại sao cái trái đó đó người ta gọi là trái sầu riêng. À, em hiểu không? Mà trong khi cái trái đó mình vui thì mình mới ăn đúng không em? Ờ đúng. Với lại trái sầu riêng nó bự lắm, ít nhất phải hai người cùng ăn chung. Cho nên chị mới đặt cái tên đó là tên vui chung cho riêng bản thân chị. Khi mà ai nói mua trái đó ăn không thì là trái vui chung chứ không phải là trái sầu riêng nữa. Dễ thương quá, em thấy hợp lý. Sầu riêng thì nghe hơi buồn. Đúng rồi. Trái này nên là trái vui chung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo cho hai người chơi. Đó là câu hỏi. À, rồi, bây giờ chúng ta cầm bảng lên và lắng nghe câu hỏi từ Tuyền Tăng. Câu hỏi của chúng ta như sau. Lẩu thả là món ăn có nguồn gốc từ tỉnh thành nào? A. Bình Định. B. Bình Thuận. C. Bình Dương. Thời gian bắt đầu 5 4 3 2 1 hết giờ. Và bây giờ xin mời câu trả lời cho anh ghi nguyên cái tên Minh Tuấn và Phước Nhã. À, anh Phước Nhã sẽ chọn đó là A. Bình Định. Còn anh Minh Tuấn đó là B. Bình Thuận. Đáp án từ chương trình đó là Bình Thuận. Lẩu thả là món đặc sản cực kỳ nổi tiếng ở vùng biển Phan Thiết, Mũi Né thuộc Bình Thuận. Món ăn được trình bày một cách công phu với những nguyên liệu được đặt trong bẹ hoa chuối tạo thành một vòng tròn. Chính giữa những bông hoa này là một đĩa cá mai ướp. Lẩu thả thì có hai cách dùng. Đầu tiên là theo kiểu gỏi, tức là dùng bánh tráng cuốn cá mai với các loại rau, nhân và bún, sau đó chấm kèm với nước sốt đậu phộng. Cách thứ hai là theo kiểu lẩu bình thường, khi đó mình chỉ cần thả những nguyên liệu vào nồi theo đúng tên gọi của nó. Như vậy là một điểm đã thuộc về anh Minh Tuấn và chúng ta cùng nhau khám phá thông tin tiếp theo. Xin mời hương vị đồng quê, mời chị Thanh Hiền. Ngày xưa lúc chị còn nhỏ, tại vì nhà chị là kinh doanh đó, nên không có nuôi trâu bò. Những cái bạn trong xóm thì nuôi trâu nuôi bò rất là nhiều và chiều nào cũng rủ nhau đi dắt trâu bò ra ngoài đồng á, thì xong rồi chị cũng lén đi theo bạn ra đồng chăn trâu rồi bắt ốc. Trời ơi, bắt ốc xong nướng tại chỗ ăn em. Trời đó, ơi, hương vị thật là đồng quê. Trời và ơi, sau khi ăn thì cảm giác rất là tanh. Hả? Chị kể một câu chuyện nghe nó rất là mượt mà êm dịu, chốt là nó tanh. Đúng rồi em, tại ốc nướng mọi ăn không, chứ đâu phải là mình sẽ nướng tiêu hay những cái sốt như bây giờ. Đến bây giờ mà chị làm ốc hả, chị mua ốc về xong chị phải ngâm trong nước muối, nước ớt rất là lâu, khoảng một ngày luôn, nó ra hết cái vị tanh rồi chị mới dám nấu ăn. Còn ngày xưa là nhớ hoài cái vị đó luôn, ốc bu á. Trời ơi, tanh ơi là tanh luôn. Trời ơi. Và sau đó về thì còn được ăn đòn nữa. À, tại vì trốn nhà. Nhưng mà rất là dễ thương. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo. Đây là thử thách ưu tiên. Rồi, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thử thách ưu tiên của hai người chơi như sau. Mỗi người sẽ nhận được ngẫu nhiên một sấp thẻ và chúng ta sẽ phải vừa hát vừa đếm số trong đầu mình nè. Và đếm chừng nào mà mình cảm thấy đã đủ 10 lá thăm này rồi thì mình sẽ dừng lại và đưa cho Tuyền Tăng.
Đó, và chúng ta sẽ kiểm tra xem là sau cái bài hát mà anh vừa hát, xem ai là người vừa hát đúng mà vừa đếm đủ 10 lá thăm thì người đó sẽ là người chiến thắng. Bây giờ mình sẽ ngẫu nhiên nhận một sắp thẻ bài. Rồi, cảm ơn Tuyền Tăng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi lần lượt, nhưng mà quan trọng là ai chơi trước thôi. Ủa, nhường hả? Dạ. Rồi, anh Minh Tuấn sẵn lòng thì mình nhận luôn chứ ha. Rồi, nhường thì mình nhận. 3, 2, 1, bắt đầu. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đúng không? Để chị đếm thử nha. Đếm thử đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, xin mời anh Phước Nhã đối kháng lại liền. 3, 2, 1, vô nhạc. Một con vịt xìa hai cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cắp, ngập hồ nước nó bị bà bị bấm, lúc trên bờ đi cắp trong hồ. Đủ chưa ta? Cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vẫn đủ. Như vậy là cả hai người chơi của chúng ta đã hoàn thành được thử thách này. Không có ai có điểm hết trơn, nhưng mà không sao, mình vẫn có cơ hội để khám phá thông tin cuối cùng từ chương trình. Xin mời. Thật là vàng tươi. Chuyện gì đây ta? Xin mời chị Thanh Hiền. Đơn giản thôi, tại lúc mà mới sinh em bé xong á, thì cái món ăn mà ăn thường xuyên vào mỗi bữa ăn đó là thịt kho với lại nghệ tươi á. Tại lúc đó là để cho cái vết thương mau lành, cho nên là lúc nào mình cũng ăn món đó. Chị không có mập lúc mà có bầu em bé, mà chị mập sau khi sinh em bé xong chị ăn cái món đó. Xong chị ăn cơm rất là nhiều luôn và tròn lên luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua hết tất cả những từ khóa, những cái thông tin để có thể hiểu hơn về chị Thanh Hiền, về gu ăn uống, những cái điều thú vị xoay quanh cuộc sống của chị. Như mọi người cũng thấy là cả hai chàng trai của chúng ta ngày hôm nay đều ngang tài ngang sức, và tính đến thời điểm bây giờ là chưa có ai vượt lên trên ai cả. Cho nên ban tổ chức của chúng tôi đã quyết định suy nghĩ thêm một thử thách phụ cho anh Minh Tuấn và anh Phước Nhã. Cùng mời thử thách phụ ngay nào. Ta-da! Impossible! Thử thách phụ dành cho anh Minh Tuấn và anh Phước Nhã. Mỗi người chọn một quả bóng nhé. Rồi, bóng. Rồi, mời anh. Rồi, cảm ơn. Và bây giờ chị ngồi đó có gì bịt tai lại nha. Ai thổi khi nào nổ là thắng hả? À đúng rồi, cái trò chơi của chúng ta đó là cả hai sẽ cùng thổi bong bóng. Dạ, là ai làm bể quả bong bóng trước thì người đó sẽ là người thắng cuộc. 3, 2, 1, bắt đầu. Dã man quá, thổi hoài nó bự. Nó bự quá rồi, mà sao nó chưa bể? Mình qua đây đi chị. Sợ quá, sợ quá. Chị sẽ bảo vệ em. Em sợ chết là bể bóng trời. Ủa, mình lại chưa tới đâu hết mà bên đây là bể bóng trước. Dạ, như vậy là kết thúc thử thách vụ chiến thắng chung cuộc ở phần đầu tiên. Khám phá khẩu vị ngôi sao đã thuộc về anh Phước Nhã. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hai món ăn mà chị Thanh Hiền đã đặt hàng cho chương trình, đó là gì nhá. Mì Quảng và chè bưởi. Rồi bây giờ xin mời người thắng cuộc anh Phước Nhã, anh sẽ chọn món nào đây? Mình chọn cái này. À, vậy thì mì Quảng của anh Phước Nhã và chè bưởi sẽ của anh Minh Tuấn. Em gửi à. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ anh Phước Nhã ơi, anh nhìn cái bếp nha. Đây, hướng này của em là bếp bên trái, hướng này của em là bếp bên phải. Anh chọn bếp nào? Bên kia. Bên phải đúng không? Đúng rồi. Anh quyết định chọn bên phải. Yes. Vậy thì còn cái góc bếp nào nữa đâu anh Minh Tuấn, anh sẽ ở bên còn lại. Và bây giờ hãy cùng đến với phần 2 của chương trình Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Tất cả quý vị khán giả, và đây chính là căn bếp của khẩu vị ngôi sao. Đó. Và bây giờ xin phép được mời cả hai, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào những cái thử thách mà mình phải gánh chịu trong cái phần 2 của chương trình. Anh Phước Nhã thì nguyên toàn bộ cái quá trình nấu bếp của mình là anh chỉ được đứng ở trong cái phao chứa rất là nhiều những cái quả bóng này. Mời anh bước vô. Wow. Đó. Đây, cái này mới là cái khó này nha. Rồi, trong quá trình nấu nướng thì anh sẽ chỉ được đứng ở trong cái
phao này thôi. Và nếu như anh muốn di chuyển sang những vị trí khác thì mình chỉ được nhích, 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 nhích. Đúng chính xác tới nơi mà mình muốn để lấy. Nhưng mà anh Phước Nhã ơi, anh có nhớ là anh nhận được cái huy hiệu thần bếp không? Thì huy hiệu thần bếp của mình có hai đặc quyền. Một là mình cởi bỏ thử thách, hai là mình sẽ được hai người đẹp của chúng tôi, một trong hai sẽ hỗ trợ anh sơ chế những cái bước cơ bản trước khi nấu ăn. Anh được quyền chọn. Thôi để anh tự xử, anh chọn cái này đi. Rồi như vậy là anh Phước Nhã quyết định là sẽ dỡ bỏ cái thử thách ở phần 2 của chương trình nhờ huy hiệu thần bếp. Mời anh sẽ bước ra và tạm biệt cái chiếc phao này sang góc bên trái của mình nha. Ok. Rồi, anh trở lại vị trí của mình giúp em nha. Rồi, trở về sẵn sàng, mọi thứ nhẹ nhàng thư thái. Còn bây giờ cái gánh nặng nó thuộc về người còn lại, anh Minh Tuấn. Và nhiệm vụ của anh trong thử thách này, anh sẽ phải di chuyển trong phạm vi của cái bập bên để nấu nướng. Họ muốn di chuyển tới bồn rửa thì đi qua cái bập bên bên kia. Rồi, bây giờ mời anh mình thử trải nghiệm xíu nha. Quay ngược thời gian, trở về với tuổi thơ. Coi chừng á nha. Ê, trời ơi. Mình thấy hơi khó rồi đó. Rồi, từ từ. Quá. Cái này là lúc mà mình nấu ăn. Mình sẽ đứng ra đây. Wow. Chân của mình chỉ di chuyển trong phạm vi của bập bên, không được chạm xuống đất bất kỳ những giây phút nào luôn. Tất cả các khách mời khi đến với phần 2 của chương trình sẽ có nhiệm vụ, đó là hỗ trợ hai người chơi của chúng ta tìm được cái nguyên liệu chính để hoàn thiện món ăn của mình. Cho nên là chị Thanh Hiền ơi, chị cùng với em mình sẽ di chuyển sang khu vực dành riêng cho ngôi sao khách mời để thực hiện thử thách và mang nguyên liệu về cho hai người chơi của chúng ta. Mình đi nhá. Đi thôi. Đi thôi, xin mời quý vị. Dạ, và đây sẽ là thử thách đầu tiên. Thử thách này sẽ gồm có hai phần. Bước thứ nhất, chị sẽ đeo vào hai cái bao tay. Và nhiệm vụ của chị đó là sẽ lấy đủ 5 miếng nha đam ra đặt lên chiếc đĩa này, hoàn thành bước đầu tiên. Bước thứ hai, mình sẽ về khu vực phòng khách chọn một món nguyên liệu, bất kỳ một món thôi nhé. Và cầm cái món nguyên liệu đó di chuyển trên một cái chiếc thảm khá là trơn trượt mà chương trình đã chuẩn bị ở đây, về với người bạn đang cần nguyên liệu chính đó. Để đảm bảo an toàn, mình tháo giày trước luôn đi. Rồi, okay. Chị ơi, chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ đeo bao tay vô trước chấp luôn. 3, 2, 1. Bắt đầu. Vô. Trời ơi, sao nhanh quá vậy? Trời ơi, quá đơn giản. Trời ơi. Còn một cái nữa. Rồi, đủ rồi. Chị quá đủ chưa? Ba cái rồi em ơi. Trời đất ơi, tôi không có kịp luôn. Cẩn thận, bình tĩnh nha. Có em ở đây. Có cần em không? Trời ơi, trời ơi. Sao vậy? Bị cái gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, em cũng sợ. Em cũng sợ nữa chị. Hay từ từ nha, để em giúp chị, để em giúp chị từ từ. Rồi giỏi quá xíu nữa chị, rồi chị ơi, quá luôn. Rồi, trời ơi, ai làm chè bưởi kia? Chè bưởi nè, trời ơi. Không biết tới lúc ăn sao chứ lúc lấy là mệt rồi á. Trời đất ơi. Còn một thử thách nữa đó, dám chơi nữa không? Chơi luôn em. Chơi ngại gì. Rồi, bây giờ chị sẽ mở ra và bất chấp là ở bên trong nó có gì thì chị vẫn phải ăn ít nhất là đến một nửa món đồ đã được chuẩn bị bên trong này. Ăn hả? Ăn. Chị tưởng đâu nhìn thôi. Giờ mở không, ra nhìn chị ơi, nữa. Ăn cái vấn đề nữa. Chị nhìn một nửa, chị nhìn hết nguyên cái luôn, chị không nhìn. Chị nhìn hết toàn bộ nguyên cái món ăn nhưng mà chị ăn một nửa của cái dĩa này. Okay. Và cái đề nữa là như vậy. À, cái gì? Ban tổ chức nói gì vậy? Sao? Có nghĩa là ban tổ chức nói với em là trong quá trình mà chị thực hiện thử thách, nếu chị cảm thấy khó quá, chị có thể nhờ em ăn chung với chị. Okay. Em cảm ơn chương trình. Thôi thì coi như em cũng nằm trong cái thử thách này rồi. 1, 2, 3, chị em mình mở chung, nhắm mắt cái mở ra cái nha. 1, 2, 3. Em 11 cái ăn một nửa lần sao? Nếu mà 11 cái thôi thì mình tính tròn 10 cái thôi. Là chị phải ăn 5 cái. Vậy là chị ăn 2 cái, em ăn 3 cái. Hả? Chia sẻ, chị em mình tình thương mến thương. Vậy thôi, nếu mà là 11 thì mình ăn 6 cái đi. Chị 3 cái, em 3 cái, chị chịu không nè? Rồi. Ăn hết một cái một lần chứ không phải là cắn từng miếng, từng miếng, từng miếng nha. Mời em. Chúc em ăn ngon miệng. Chúc mọi người ngon miệng. Mời chị ăn đi chị, còn cái mì mì rồi lại đây lại đó. Quá happy. Trời, em ăn chúng cái miếng ngon lắm chị.
Nó thấy nè, nó thơm thơm mùi dâu. Trời ơi. Cái miếng tiếp theo. Ủa khoan, như vậy là ăn bánh nó không chỉ dừng lại tại đó, nó còn có cái nhân ở trong nữa, có hương vị ở trong nữa. Ăn tiếp nó chứ sao vậy? Thiệt luôn á. Em là sốt gì? Em chưa biết luôn chị, em mất khả năng luôn à. Sốt kem mặn thôi là mặn. Nhưng mà ngon chị. Em đang thấy hơi ngon. Đỏ hơn cái hồi nãy. Rồi, cái cuối cùng thì còn tô mì á. Mình ráng nha chị, lát nữa mình được ăn mì với ăn chè bưởi nha. Mì hôi quá. Ủa sao sốt của chị kì vậy? Đúng cái ngon biết sao. Sao mà thấy sao ạ? Thôi ráng chạy qua đưa dĩa mì quảng cái rồi mình đi nghỉ nha. Cái gì kì vậy? Còn đưa dĩa mì quảng cho anh ta nữa nè. Rồi chạy qua. Ủa là cái này nữa hả? Không, đưa qua luôn. Tưởng là cái này nữa. Anh ơi mì quảng nè. Thank you. Bên kia là một cú hết hồn. Đây, em có em đây. Em đã trải qua rất là nhiều hứ trong gai mới được hai cái món đó cho hai anh. Cảm ơn anh Hiền. Bây giờ chị thấy sao? Cảm giác rất là ghê. Chạy ra uống miếng nước ngồi nghỉ với em, lát nữa mình vô mình đổi vị lại bằng mì quảng với chè bưởi. Đi qua bên đây, Chạy. Khán giả, bây giờ thì Tuyền Tăng và chị Thanh Hiền đã quay trở lại. Chị ơi, đã sẵn hai món. Chị đặt hàng căn bếp khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Và đó chính là món mì quảng của anh Phước Nhã và món chè bưởi của anh Minh Tuấn. Nhưng mà bây giờ cái phần quan trọng đây là, quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ nhờ nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là chị Thanh Hiền, sẽ nếm thử, chia sẻ cảm nhận của từng món một nha. Bây giờ chị chọn món nào trước? Ý, chắc mình phải ăn đúng rồi, mình ăn mì món quảng, chính trước rồi. Lát nữa mình tráng miệng ha. Rồi, bây giờ em mời chị. Mình nặng chanh dạ, rồi xong giúp rồi nha. Mình đảo đều từ dưới lên đi dạ. Chanh nó ngon nha. Nặng chanh, rồi. Đảo đều có rau dưới đó. Rồi, hấp dẫn quá, có rau, có mì, có gà, có trứng. Chị ăn nha. Bây giờ tới cái phần nội dung. Ngon em. Anh ướp gà ngon nè. Em muốn ăn không? Dạ thôi, mình vẫn còn món kia nữa. Còn có cái thời gian để tất cả anh chị em của mình cùng ăn với nhau. Quan trọng là cảm nhận của nhân vật chính của chúng ta. Hương vị nó cũng rất là tương đối giống với cái hương vị của mì quảng ở mà Đà Nẵng mà Hiền ăn. Hương vị mà ở nhà mà hay nấu cũng giống vậy. Nói chung là thấy là đầy đủ hết mọi thứ. Cái mặt hình ảnh cũng rất là đẹp. Mà cái hình thức ăn mình ăn ở bên trong thì đậm đà. Cũng đậm đà. Tại vì người miền Trung là thích ăn đậm đà hơn. Cái này rất là giống. Rồi. Trời ơi, càng thêm phần tự tin. Nhưng mà mọi người ơi, chúng ta vẫn còn một món ăn nữa. Bây giờ thì em sẽ nhờ chị Thanh Hiền, mình sẽ uống miếng nước tráng miệng để mình chuẩn bị qua tới món chè bưởi nha quý vị ơi. Chị thấy hơi ngạc nhiên là đa số đàn ông á ít nấu ăn, và nấu ăn và về cái bày trí nữa thì hai anh rất là khéo léo. Khi mà cái tô mì quảng rất là trang trí cũng đẹp, mà cả cái chén chè cũng trời ơi, không ăn đúng không, không em dám ăn luôn á, thiệt luôn á, không dám ăn luôn á. Em nói vậy thôi chứ em phải ăn thôi. Trời ơi, con thì mọi người ơi, đó chè bưởi đặc biệt nó là nó cái độ sệt sệt đó ha, nó dai sệt của bột năng. Dạ. Xuất sắc. Về cái mặt hình thức thì đẹp rồi. Còn ở bên trong thì
ngon. Ngon. Nhưng mà so với em á, thì nó hơi ngọt một tí, tại vì em ít ăn ngọt hơn. Tại vì chúng ta đang thi đấu với nhau ở phần 2 của chương trình là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Vậy nên là với thử thách này sẽ chỉ có duy nhất một người thắng cuộc mà thôi. Em biết là khó. Nhưng mình chỉ chọn một. Hai anh đều ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng mà em xin chọn. Nhỉnh hơn một chút xíu về món mì Quảng. Tại vì thứ nhất là nó cho em có cảm xúc nhớ về quê hương. Cái thứ hai là món của anh nó hơi ngọt hơn một tí. Rồi, như vậy là xin được chúc mừng phần thắng. Người đã chinh phục được khẩu vị của diễn viên Thanh Hiền đó chính là anh Phước Nhã. Nhưng mà mọi người ơi, cũng hãy dành thêm một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho món chè bưởi của anh Minh Tuấn, quá xuất sắc luôn nha, rất là đẹp. Và bây giờ chần chờ gì nữa, mình nhận thưởng thôi nào. Và đây chính là giải thưởng dành cho người thắng cuộc, người đã chinh phục được khẩu vị của chị Thanh Hiền, chứ không phải là người thắng cuộc chị ơi. Dạ. Nhưng mà chị cứ cầm đi chị sẽ trao cho người thắng cuộc. Đó chính là anh Phước Nhã. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Xin cảm ơn chương trình nhiều lắm đã cho Hiền cơ hội ngày hôm nay. Xin chúc cho chương trình sẽ thành công. Dạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ của các khách mời tham gia khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay. Tuyền Tâm cũng xin phép được thay mặt cho những người thực hiện chương trình được gửi lời cảm ơn đến các khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi mỗi tuần. Và cũng đừng quên, chúng ta hãy giữ lịch hẹn với nhau nhé. 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ thì chào tạm biệt khán giả, mình vô đi ăn thôi.